mạnh và khu vực địa nào bị nhốt hầm trong bãi mìn của ta quân tùng đùi quân kêu la rừng có tinh thần lực tiếp tục hoang mang lo sợ. Bông dầu đúng không? Đúng rồi. Giả dầu. Có giả dầu đúng không? Đúng rồi, đêm quán đấy. Bập thế. Rồi. Huy đấy. Rồi tăng cái huy tập. Kính thưa thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí, thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí đang tham quan hành động của lực lượng dân quân tại chỗ, lực lượng dân quân cơ động phường chiến đấu số 3 đánh địch ngoài làng và về làng. Bị đánh, bị chặn, bị tiêu hao lực lượng, một số tên địch dựa vào vũ khí trang bị tối tân và những áo giáp chống đạn vượt rào đẩy nhanh tốc độ tiến công, không tất cả đàn buồn trên thì sập hầm, trên thì bị mìn mắt, mìn cốc, mìn đu, mìn chân cối đau hơn xuyên đùi xuyên ngực cắm vào bàn chân đau đớn quần cại kêu la la hét gọi nhau cầu cứu làm cho tinh thần địch đã hoang mang lại càng thêm lo sợ. Bị dính những hầm trong bãi mìn mà lực lượng dân quân tại chỗ, lực lượng dân quân cơ động bố trí đau đớn kêu la đơn khóc kêu gọi đồng bọn đến cứu chữa thì bị lực lượng dân quân của ta tiếp tục sử dụng hỏa lực tiêu diệt. Hành động đó đi ngược lại với hòa bình.